Bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ năm 2008 khi là sinh viên năm 3 thuộc đội Robocon, Đại học Bách khoa Hà Nội, doanh nhân trẻ Nguyễn Đức Tài, CEO công ty cổ phần Lumi Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển doanh nghiệp. Khi Lumi Việt Nam ra đời, để có chi phí cho công ty, doanh nghiệp dành 50% thời gian cho việc nghiên cứu. Phần còn lại kiếm tiền từ đủ việc như sửa chữa, thiết kế, lập trình hệ thống điện, chui hầm than. Sau 3 năm giải pháp Smart Home của Lumi ra mắt, tới nay có 135 thành viên với gần 50 kỹ sư nghiên cứu phát triển, 120 nhà phân phối trên cả 63 tỉnh thành, xuất khẩu Israel, Thái Lan, Ấn Độ và triển khai nhiều dự án trọng điểm. Quản lý những thiết bị thông minh trong gia đình một cách dễ dàng và thậm chí là có thể phát hiện kẻ trộm chỉ qua một bộ xử lý tín hiệu AI. Đây là công nghệ mà một thương hiệu Việt Nam mang tên là Lumi mang tới trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn của VTC1. Thưa anh có thể chia sẻ hành trình khởi nghiệp của Lumi cách đây 11 năm được không ạ? Có lẽ bắt đầu từ năm 2008, tôi và các bạn đồng sáng lập công ty thuộc đội Robocon của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thì chúng tôi vẫn giữ được những cái đam mê nhiệt huyết trong quá trình nghiên cứu phát triển. Và đến năm 2012 thì các thành viên quyết định thực hiện cái đam mê của mình và thành lập công ty Lumi Việt Nam từ căn phòng trọ. Đến khoảng 2015, sau 3 năm nghiên cứu phát triển thì chúng tôi đã chính thức giới thiệu cái giải pháp nhà thông minh tổng thể. Hành trình khởi nghiệp chắc chắn sẽ có rất nhiều những khó khăn. Vậy thì đội ngũ của Lumi đã vượt qua những khó khăn này như thế nào? Thực ra đối với bất cứ một doanh nghiệp nào thì cũng đều có những cái khó khăn, thách thức của thị trường. Giai đoạn hiện tại thì chúng tôi cũng có cái khó khăn nhất định và trước đây khởi nghiệp thì cũng có những cái khó khăn riêng. Ở cái giai đoạn khởi nghiệp thì khó khăn lớn nhất chính là kiến thức về quản trị, kiến thức về kinh doanh, kiến thức về marketing. Mà sau đó thì còn những cái khó khăn về tài chính. Đến với hiện tại thì chúng ta cũng đối diện với rất nhiều những cái thách thức khó khăn của nền kinh tế vĩ mô và cũng có những cái khăn khác như là đối thủ cạnh tranh sẽ nhiều hơn và chúng ta sẽ phải càng ngày càng làm cái sản phẩm của mình tốt hơn, chất lượng hơn và cái thương hiệu của mình cần được xây dựng vững chắc hơn trong cái tâm trí của khách hàng về chất lượng sản phẩm và giá trị sản phẩm và chất lượng về dịch vụ. Là một doanh nghiệp đi trước, Lumi đã có khá nhiều những kinh nghiệm trong việc duy trì hoạt động của mình. Vậy thì anh có những cái chia sẻ như thế nào đối với cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay ạ? Các cái doanh nghiệp hiện tại thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Trong quá trình khởi nghiệp thì chắc chắn là các bạn phải luôn giữ được cái tinh thần khát khao và cái mà chúng tôi học được thông qua quá trình khởi nghiệp Lumi đấy chính là sự kiên trì. Tức là chúng ta sẽ có rất nhiều vấp ngã, nhưng mà quan trọng là ai sẽ là người đứng dậy và vượt qua thì kiên trì bám đuổi mục tiêu. Tôi nghĩ là cái quan trọng nhất mà bất cứ một doanh nghiệp nào cần phải có. Cái này có thể nó sẽ là diễn ra và nó thử thách chính mình trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển thì việc phân phối những sản phẩm của Lumi ra thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu đang được doanh nghiệp triển khai và thực hiện ra sao? Thì cho đến hiện tại thì chúng tôi đã về cơ bản hoàn thành cái hệ sinh thái Smart Home và đang tiếp tục mở rộng ra những sản phẩm về IoT. Và đó là cơ sở để chúng tôi không những là có được cái thị phần tốt ở trong nước, có 150 nhà phân phối trên cả 63 tỉnh thành mà chúng tôi cũng đã xuất khẩu sang một số quốc gia như Israel, Thái Lan, Lebanon, Ấn Độ. Để chia sẻ sâu hơn về cái vấn đề này thì tôi cũng lấy ví dụ như minh họa như này. Khi mà chúng ta bán một cái sản phẩm trong nước ấy, chúng ta sẽ có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi để chúng ta bán hàng. Từ cái việc là cùng ngôn ngữ, sau đó là văn hóa, rồi mối quan hệ và thương hiệu. Nhưng mà khi mà bán ra nước ngoài thì chúng ta không có một cái giá trị nào để hỗ trợ mình ngoài cái việc là giá trị sản phẩm. Thế thì cái đấy nó sẽ là tiên quyết khi mà chúng ta muốn xây dựng một cái sản phẩm tốt để có thể là xuất khẩu được. Hàm lượng những cái nghiên cứu khoa học công nghệ trong những sản phẩm của Lumi hiện chiếm như thế nào? Phần lớn những cái sản phẩm của Lumi có thể nói là khoảng 95% là những sản phẩm, những công nghệ mà chúng tôi đang thương mại là những sản phẩm do Lumi tự nghiên cứu, cho các kỹ sư chúng tôi tự nghiên cứu, chế tạo, phát triển và sản xuất. Và đó cũng là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để Lumi nhận được cái chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ, là những cái sản phẩm công ty mình bán ra nó phải phát triển từ những cái nghiên cứu khoa học và sáng tạo từ chính trong nội bộ Lumi. Hiện tại thì cái xu hướng nhà thông minh thì đang tăng rất là nhanh chóng. Tôi có thể ví dụ như khoảng 10 năm tới thì cái tốc độ đô thị hóa của Việt Nam có thể lên đến hơn 50%. Đây là một cái thị trường rất lớn so với các cái quốc gia khác.
Và tôi nghĩ là các doanh nghiệp Việt Nam thì hoàn toàn có cơ hội. Để chuẩn bị cho việc này thì chúng tôi cũng đang xây dựng rất nhiều những cái nghiên cứu, rất nhiều những dự án để tạo ra những sản phẩm mới phù hợp với xu hướng và công nghệ của thế giới. Tôi hy vọng là sẽ tiếp tục nhìn thấy nhiều những cái doanh nghiệp sản xuất để có thể tạo ra được một cộng đồng mạnh hơn để chung tay xây dựng những cái sản phẩm Việt chất lượng tốt, và từ đó sẽ tạo được những giá trị tốt trong tâm trí của người tiêu dùng. Là doanh nghiệp đi trước, chắc hẳn Lumi thấu hiểu những khó khăn bước đầu của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy thì Lumi có những cái chính sách như nào để có thể đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ạ? Trong 2 năm vừa rồi, năm 2020 và 2021, thì chúng tôi có hợp tác với Đại học Trực tuyến Phoenix để xây dựng một cái giáo trình đào tạo chuyên nghiệp. Và chúng tôi đã thiết kế và hỗ trợ tới 12 trường đại học, 12 phòng lab, hoàn toàn do Lumi tài trợ về phần cứng. Mỗi một năm thì một trường đại học có thể đào tạo ra khoảng 200 đến 400 em sinh viên về ngành IoT và Smart Home, tùy cái quy mô của từng trường, tuyển sinh của từng trường. Như vậy thì sau khoảng một năm thì 10 trường chúng ta đã có từ 2.000 đến 4.000 sinh viên, và sau khoảng 5 năm đến 10 năm thì chúng ta có khoảng 10.000 đến 20.000 sinh viên được đào tạo về IoT. Và đấy là một cái điều mà chúng tôi cũng rất là vinh dự khi mà được đồng hành trong cái quá trình phát triển nguồn tri thức về khoa học công nghệ với đất nước, và đó cũng là một trong những cái sứ mệnh của Lumi Việt Nam. Cùng với đó, Lumi có những đề xuất như thế nào đối với những chính sách mà chính phủ, các cơ quan nhà nước sẽ dành cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo? Chúng tôi kiến nghị là có những chính sách đặc thù riêng, đặc biệt dành cho những doanh nghiệp khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, để các doanh nghiệp có cơ hội để tiếp cận nguồn vốn để có thể là mở rộng và nhân rộng nhanh chóng hơn cái việc là phát triển sản xuất và đầu tư vào nghiên cứu phát triển tạo ra sản phẩm tốt. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh với những trao đổi cùng VTC1.